Tuyết Kha em. Dạ. Trời đã về đêm, sương xuống lạnh, chúng ta hãy tạm nghỉ chân bên cạnh ngôi cổ tự này. Dân dân, cổ áo mông, em thấy anh đã thấm mệt rồi, hãy ngã lưng tạm nghỉ đi anh. À không sao đâu, còn em? Em không sao ngủ được. Tuyết Kha, em buồn lắm phải không em? Anh yêu anh và được kết duyên nợ với anh là ước mơ duy nhất của đời em, có gì mà phải buồn. Nhưng mấy tháng qua rồi, chúng ta đã bỏ nhà trốn đi, cứ mỗi buổi chiều nhìn từng đàn cút lượn, chim gọi đàn kéo nhau về tổ ấm, là em thấy mắt em cay cay điềm lưu luyến bâng khuâng. Tuyết Kha, chúng ta đã duyệt lệnh mẹ cha thề nguyền kết tóc, chẳng phải em là gái lăng loạn hay anh là phường tham dâm hiếu sắc, mà thật sự chúng ta tâm đầu ý hiệp suốt thời ấu thơ bên nhau. Nay trước Tam Bảo chúng ta hãy thể nguyện kết làm phu phụ, để một đời không phải chịu cảnh tang thương, chung mình thật giả thương nhau. Với định kiến khắc khe ta không thể cúi đầu, cũng vì câu môn đăng hộ đôi, bạc tiền không mua được tình yêu, hạnh phúc một đời ta phải nâng niu. Dù phải làm trái lệnh mẹ cha, nhưng chúng ta chẳng cách nào hơn. Nhưng anh ơi, lòng em linh cảm khác thường, giọng cố bảo cùng sẽ vùi dập đôi ta. Em hãy yên tâm đi, nơi đây đã xa Bắc Kinh lắm rồi, chúng ta chỉ dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi rồi sẽ lên đường ngay. Tuyết Kha. Dạ. Đường ngược Bắc mùa này tuyết rơi nhiều quá, vì thương anh mà thân gái phải giải dầu. Em hãy mặc thêm áo này cho đỡ lạnh đi em. Áo mông, sướng vui ta cùng chung ngưỡng, ấm lạnh ta cũng sớt chia, có chi đâu mà anh phải bận dạ. Áo mông chàng ơi, có tiếng gió ngựa, chúng ta mau kiếp lên đường. Không sao đâu em à, chỉ là đoàn người tuần thám thôi, nơi này hẻo lánh lắm. Không không, áo mông ơi, bốn con tuấn mã đi đầu là tứ kỵ sĩ cận vệ trung tính của phụ thân em. Anh hãy nhìn kìa, ngọn cờ chữ Dương phất phới. Áo mông ơi, giông tố đã đến rồi, áo mông ơi. Đừng lo sợ em, chúng ta đã chọn một con đường, sống hoặc chết cũng không chia lìa nhau được. Áo mông. Quân đâu? Trói đầu hai đứa gian khu giám phụ kia, để em về ta trị tội, mau. Cần giới thiệu với quý vị kịch bản Vẫn Ở Bên Anh, nói lên mọi sự đau khổ đầy nước mắt của Tuyết Kha. Tuyết Kha sẽ đến với quý vị với thành phần diễn viên tên tuổi Minh Dương, Hoài Thanh, Nam Hùng, Bảo Chu, Linh Huệ, Diệu Hiền, Thanh Hằng, Lệ Thu và Ngân Huệ. Kịch bản Lê Nam Bình. Biên tập thực hiện Hoài Nhân, Anh Kiệt. Tân nhạc Thái An, cổ nhạc Văn Hải, đạo diễn Hoài Nhân, Anh Kiệt, âm thanh Thanh Nhàn, Kim Dạ.
về cho ta. Kìa Tuyết Kha cô. Mẹ, mấy tháng trời cách biệt mà thân cô ra nông nổi này sao? Bà còn thương tiếc nó làm gì? Mấy tháng nay nó bỏ nhà trốn đi để học thói lăn loạn trên bậc tông dâu, lẽ đâu làm người không rõ đạo tam tòng, hãy mi cho rằng thủ lậu quê mùa, nên bỏ ngoài tai những lời răng dạy. Nguyện đến như thế này thật xấu hổ nhút nhơ, ngẩng mặt nhìn đời ta thấy hổ thẹn. Còn đâu danh giá hàng dương giá dân tộc, ngươi còn mang tâm mình dòng máu của hoàng gia, thật là chẳng khéo dạy con mang điều ô nhục. Trăm lại cha con con sinh ra bớt chân, chúng con yêu thương nhau là điều chẳng đáng, chỉ tại bề trên cha mẹ không thương. Một mừng chúa như con mà lấy cả cửa hàng, con của bà chú già nghèo khổ hay sao? Hạnh phúc hay không là do ý hợp tâm đầu, chớ nào phải bạc dạy hồ đôi môn đằng. Thật quá lắm, đã làm điều xấu xa ô nhục còn lên tiếng cãi lại mẹ cha, cũng tại tên khốn nạn này muốn đâu ta thảo tan gia nát thịt. Cha, cha, cha ơi, con gian lại cha, xin cha tha cho chàng. Cha có giết gì, cha giết chết con đi, vì con mới là người làm cho cha buồn khổ. Mi chỉ nghĩ tới người khác mà không nghĩ đến thân, mi chỉ lo cho mẹ con tên khốn rách áo ôm mà chẳng nghĩ đến mẹ cha, để những xấu xa hổ mặt với đời, không biết nhục nhã còn lắm lần gian sinh. Ta quất hận căm gan, ta giết mi rồi thứ con mất dạy chẳng để mà làm gì. Cha muốn biết con cúi đầu xin nhân, cha chỉ giết mình con thôi, cha nên tha thứ cho họ gì, đừng hiếu sinh con có chết cũng vui. Con xin cúi lại phụ thân, cha hãy buông tay gương, xin dương gia hãy dừng tay tha cho trẻ dạy lỗi nơi mẹ chẳng biết dạy con, mới xa tán tệ xin dương gia trị tội. Dương gia, dương gia vạn tuế, phước tấn an khang. Kìa áo mông con, sao con tôi ra nông nổi này? Dương gia, quân là của tên áo mông tỉnh lại, để nó chứng kiến mọi việc nó đã gây ra. Dương gia, xin dương gia nghĩ tình bao năm tôi ẩm bồng lao nhọc nuôi dạy Tuyết Kha mà mở đức bao dung. Mà hãy chỉ tội tôi đây, vì con cứ tại mẹ chẳng biết dạy con. Nay tôi xin chịu tội cho con, dương gia hãy giết già này. Mẹ ôi thương cho mẹ già vô tội, tội tôi làm tôi chịu, xin dương gia ai với kẻ này. Thôi, ngươi là kẻ đã gây ra nỗi nhức nhơ cho gia đình ta, xấu lây cho hoàng tộc, còn dụ dỗ con ta bỏ nó trốn theo ngươi. Tôi xin thủ hình dương gia cứ xuống tay trị tội, chém một mình tôi mà tha thứ cho người thân. Khoan, cha hãy thương cho con được chết chung, cho tròn ai chứ tổng thu mà chúng con đã trót thề nguyện. Nếu chẳng chung đôi xin giữ lời đoan thề, sống chết ta nguyện giữ vẹn, sống chẳng chung đôi tha nguyện chung một. Cha ơi, đêm tôi có đi xuống khuya tấm lành, có đêm trái đa thương mới biết đa thương là có. Tại sao cha không giữ lấy chùa nhân để làm gương quý, năng chữ quyền quý, nhưng quyền quý kia chẳng khác nào loài ta hồng ta mọc ra, khiến cho cha quên hết nghĩa nhân kia, quyền rẻ tuy cho phường xa luôn cho tình con. Liệm trai con cuối lại cha hiểu cho chiếc thuyền lòng chỉ sang sông trong một chuyến, còn trái tim yêu
bụi phân trần. Lòng cha mẹ nào yên vui, đêm tàn tất lùng căm khuya, thương con ruột rối như tơ, mong con chờ qua dài khờ để một đời long đông. Nếu thương con khuyên cha mẹ cho con còn lời miệng ông chia cách làm gì cho tội nghĩa đầu xanh. Vì thương con nên cha mẹ không muốn nhìn con khổ sở, thân phận kẻ bần hàn đâu xứng đáng cho con làm chỗ tựa nương. Cơ hộ đối môn đang là giết chết bao đời son trẻ chữ nghèo sang làm mát tan bao mối tình. Thề nguyện của chúng bay Phật đời nào minh chứng chuyện mở án của những kẻ lăng loàn. Cha mẹ là người mang nặng để đau, chúng bay có chẳng ra chi còn dám nói tới Phật đời. Trên có hoàng thiên chứng cho lời chúng tôi khấn nguyện, dưới có quỷ thần chứng cho chúng tôi kết nghĩa vợ chồng. Việc làm chúng bay để thiên hạ chế cười, đạo lý thánh hiền bay bỏ đi đâu. Chẳng chờ mẹ cha chúng lũ lạc, ai chứng cho chúng bay nên vợ nên chồng. Thánh Phật chúng mày chẳng gốc chẳng nguồn, sao chẳng lợi từ đường phải nhờ Phật trợ xa xôi. Cha ơi, nếu như cha chẳng thương tình lũy trẻ thì cho chúng con xin được nhớ chung một cha, con xin đừng phân rẽ đôi tim, bởi trong con đã mang được máu của người. Chuyện hôm nay liên quan đến nhiều tánh mạng, mẹ khuyên con chớ nói bậy nói cà. Vậy là chúng mày cũng chết một vạn lần cũng chưa thỏa lòng căm giận của ta. Bay đâu, trèo áo mong lên giữa đại điện mau. Tuy khai cha đã không thương quyết lòng phân rẽ, chúng ta có chết cũng nguyện làm đôi chim liền cánh, chỉ thương cho giọt máu tình yêu mà đôi ta hằng mong đợi. Chưa kịp mở mắt nhìn cha đã bị chôn vùi nơi dương thế chẳng được kề cận, ta đành hẹn nhau ở chốn diêm đài. Sao em hãy ngẩng mặt lên trên từng giọt lệ để anh làm hành trang trên đường đi xuống đáy mồ sâu. Ôi ơi cao dài ông đại chi để cho chia lìa đôi đầu xanh, mặt em ngẩn lệ em nhìn anh từng giọt nắng cay, thôi đành cam suốt đời mãi xa nhau. Vì đâu duyên mình trắc trở, chưa uống rượu tương phùng đã dội nêm lệ chia ly. Khơi đường vào cõi thiên thu ai chẳng một lần đi, sống mà ly biệt thì ta đi chung đường. Dương gia, trăm ngàn lại Dương gia cùng Phước Tấn, xin cho tôi đem mạng này để chuộc tội cho hai mái đầu xanh. Dầu có chết đi tôi nguyện kết cỏ ngắm dành. Xin cứ giết tôi cho diệu trận lôi đình, rồi dung tha cho Thuyết Kha và Áo Bông toàn mang. Hả? Bà tưởng rằng cái chết của bà có thể xóa tội cho chúng nó được à? Ngay cả cái mạng của bà chưa chắc được toàn vẹn. Mẹ ơi, con bất hiếu từ mình gây nên tội, Dương gia chẳng thương tình thì chúng con cùng chết nơi đây. Xin mẹ đừng quỳ lại gian sinh cho lòng con thêm đau xót. Phải, người phải chết. Chết ở nhà họ Dương không mang chết nhơ muôn thuở. Chết đi rồi con Tuyết Kha nó yên lòng xuất gia du quê, để ta giữ vẹn lời ước hẹn. Thế nhà họ La cái tình chủ gia thân tộc, như cái lòng vật ngăn đường nên ta phải xóa đi. Cha, con cầu xin cha nên hãy bao dung để cho chàng được sống với mẫu thân, rồi cha bao gì con cũng nghe theo. Tuyết Kha, Dương gia nên bình tâm để cho con mình đã bình tĩnh nghĩ suy. Tuyết Kha,
tuyết thơ em đừng vì anh mà quỳ giết giọt máu chung tình anh trao gửi cho em. Nếu thế gian này ta chẳng sống chung, thề xuống suối vàng cha con chồng vợ đoàn viên. Ta cho ngươi xuống diêm đại mà chờ đợi. Nhưng gia dừng tay lại, ông nỡ giết con sao? Tuyết ca, ta xem đỡ lưỡi gương cho anh làm gì để anh nát lòng khi nhìn máu của em thấm tươi trên ngực áo. Tuyết ca, Phi Thúy đâu? Mau đưa quận chúa về phòng gọi đại phu săn sóc. Mau lên, phu nhân còn thương tiếc nó lắm mà. Dầu gì anh nó cũng là con của tôi mang nặng đẻ đau, hôm kia còn không nỡ ăn thịt con, xin vương gia nghĩ lại mà. Phu nhân đừng quên rằng trong người của nó có giọt máu của loại quan nghĩa. Phu quân hãy từ từ để cho tôi khuyên giải nó. Làm chuyện gì á cũng cần phải có thời gian. Với tình mẹ con, tôi tin rằng chắc nó sẽ không làm ông thất vọng. Và tôi cũng hy vọng rằng phu nhân cũng không làm tôi thất vọng. Nếu việc không thành, bà cũng nên tự xử. Quân, giam ám ông vào ngục, mau lên. Áo bông con, tôi cho phu nhân 3 ngày. Nếu như mọi việc không thành thì tôi không muốn thấy phu nhân nữa. Dương gia, công nương ta sẽ thắt cõi lòng. Ta đã về nơi chốn vinh sông để cõi dương mang bóng vang đời ơi. Sao lòng nãy còn sầu thương lớn đau, chốn âm cung mây dần trên trần gian. Quận chúa, người đã tỉnh rồi. Lại trời, vết thương của quận chúa máu ra nhiều quá. Tại sao không để cho ta chết đi cho rảnh nợ? Không, quận chúa. Phỉ Thúy. Dạ. Áo mông bây giờ ra sao rồi? Hả? Dạ, đã bị vương gia giam vào ngục tối. Hả? Trời ơi, quận chúa. Phỉ Thúy ơi. Dạ. Do đêm nay ta ở nơi đây còn nghe lạnh, làm sao, làm sao chàng chịu nổi nơi ngục đa âm mưu. Trời ơi, làm sao ta chia sẻ với chàng đây? Quận chúa, vết thương của quận chúa chưa lành miệng, đừng cử động, e máu chảy ra sẽ có hại cho tính mạng đó. Ta còn tiếc chi thân ta mà gìn giữ, chàng đã không còn thì sớm muộn gì ta cũng nguyện theo chân. Quận chúa, quận chúa ơi, thân em mồ côi cha mẹ nhà họ Dương mua về để làm một kẻ nô tỳ, mãi nhờ quận chúa thương tình đem về hầu hạ chớ che. Nghe như thầy trò tình như em chỉ nhờ vậy mà em biết đâu là phải, trái nay phải nhìn quận chúa dương vào dòng khổ ai lấy em lại trái tuôn rơi ruột em như ai sẽ ai dần. Bởi lẽ đó dân gian, nếu em được thay thế cho người ân, có lẽ lòng em còn nhẹ nhàng hơn thôi. Đổi cái đau đớn bản thân để tâm hồn nhẹ rồi, còn hơn là phải đứng nhìn máu của ai rơi, sao nghe đau từng cơn thật của mình. Vì thế ơi, ta cảm ơn em, những lời chân thành của em đã tiếp cho ta thêm sức. Lệ khô trên đôi mắt thầm quần bởi chốn bể
quận chúa, xin người hãy uống chén thuốc này cho vết thương mau lành mạnh. Không, ta uống để làm gì? Trước sau gì áo mông cũng chết, vậy thì ta còn sống làm gì nữa chứ? Quận chúa, nhưng người quên rằng trong người còn mang giọt máu của dòng họ Cổ. Nếu áo mông chết thì giọt máu kia là kẻ cuối cùng lửa hưng cho dòng họ Cổ. Mà quận chúa bây giờ cũng là nhà họ Cổ rồi. Quận chúa muốn thêm tội bất hiếu với gia đình nhà chồng sao? Ta cảm ơn em đã bày giải cho ta nghe những điều phải trái. Được, hãy đưa thuốc đây. Dạ, cảm ơn em. Em bây giờ là người bạn thân tín nhất của ta. Phỉ Thúy ơi, dạ, em có cách nào giúp cho ta gặp áo mông một lần hay không Phỉ Thúy? Làm cho quận chúa vui, dẫu nát thân em cũng không từ chối. Chỉ e có điều, nếu đổ bể ra thì hóa ra chúng mình giết chàng sớm hơn đó. Ý chết, hình như phu nhân tới. Phỉ Thúy, quận chúa đã uống thuốc chưa? Thôi, người hãy ra ngoài đi. Mẹ ơi, con lại mẹ. Mẹ hãy thương con mà tha thứ cho chàng. Hãy cứu chàng đi mẹ ơi. Không, đó là nghiêm luật của triều đình, kẻ có tội phải chịu. Muốn cho luật nước nghiêm minh thì không thể không có nhà tù và luật pháp. Nhưng áo mông nào có tội? Chúng con chỉ yêu nhau chứ còn làm gì nên tội đâu mẹ ơi. Tội của nó là xúc phạm đến thể thống của hoàng gia. Mẹ con nó chỉ là hạng tôi đòi, đã dám đèo vòng làm nhục nhã danh dự hoàng gia. Mẹ, mẹ hiểu. Con bỏ trốn đi, chỉ vì cha mẹ chẳng thuận lòng. Lễ nghi con học đây làm gì mà dám học đòi quán gió cầu sư. Mẫu thân ơi, chúng con dám đâu học nói mèo má gà đồng. Trăm năm trong đạo vợ chồng, tuy phận cơ hàn nhưng cũng xứng đáng là bậc trượng phu. Tội của áo mông dù cho hoàng đế người cũng không dung thứ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có cách nào để cứu chàng không? Chàng phải sống, con sẽ làm tất cả để đem lại mạng sống cho chàng. Bởi vì nhà họ Cổ, mẹ, mẹ, con xứng đáng là con dâu hiếu thảo. Con sợ nhà họ Cổ tuyệt tử chứ gì? Nếu như vậy, muốn cứu nó, con phải tuân theo ba điều kiện của cha con. Điều kiện gì vậy mẹ? Là con phải giữ gìn thân thể, để năm sau về làm dâu cho nhà họ La. Không, không, con không thể phụ chàng, con không thể phụ chàng. Vậy thì con không thể nhìn nhà họ Cổ tuyệt tử rồi. Chẳng những áo mông mà còn luôn bà vú dâu của con nữa. Mẹ, trời ơi, áo mông ơi, nỗi lòng em anh có hiểu cho chăng? Cờ cờ sao đây tình yêu đôi bên được vuông tròn? Chẳng em đây phải là một kẻ phụ dâu? Một năm sau con phải theo chồng, đó là điều kiện cha con đã đặt ra. Không, không, mẹ ơi, con quyết chết chứ không thể nào làm người dâm phụ. Tuyệt nhi, nếu con quyết chết để bảo toàn chữ trung trong tình chồng vợ thì con hãy nhìn đây, mẹ cũng giữ tròn đạo phu thê bằng cách mượn ba tấc lụa kia để giải nỗi oan này. Mẹ, mẹ đã chẳng khéo dạy con nên ngày nay sự thế như vậy. Cha con đặt ra ba điều kiện và chỉ
yêu cầu con đổi lại một lời thôi. Việc hôm nay nếu như mẹ chẳng khuyên giải được con thì mẹ xin đi trước chứ con không vướng bận. Mẹ, bởi mẹ cũng không trọn đạo vợ hiền thì sống nữa làm gì cho lòng thêm đau xót. Mẹ, khoan, khoan đã mẹ ơi. Con xin cúi lại, thương tình mẹ hãy rộng dung, để con nghĩ lại xin đừng vội bỏ con đi. Lòng dạ con nào đâu nỡ nhìn người, xin mẹ thương con đừng nên quỷ thân mình. Lệnh của cha con nếu mẹ không lo liệu, còn sống làm gì cho cố lụy tấm thân. Mẹ chết đi để cho con trọn lời đoan thề, cho mẹ trọn đạo vợ hiền mà cũng trọn tình với con. Mẹ ơi chính tán của mang bao năm hoàng dương ơn nghĩa, mẹ đi sinh như trời biển vui thì giờ đây không biết tới sao quay đành một nén trái tim soạn sắc để cho con được lần này bao hiếu áo bông chàng ơi. Phải quên lời ước thề nuốt lệ vào tim ruột nao từng đoạn ơi ơi cao lên nắng vắt phai đi em nhang lìa đôi góc thân chiên tình ngàn trái đau thương. Tuyết Nhi con, dạ con đã bằng lòng, con không nỡ nhìn mẹ chết phải không con? Nhưng thưa mẹ, con xin mẹ phải hứa với con là hãy để cho mẹ con chàng được sống. Dạ mẹ, mẹ hứa mẹ không buộc con phải hủy bỏ giọt máu của con đâu. Không giết nó chẳng phải là để cho nó sống. Kìa cha, cha vừa nói gì thế hở cha? Với áo mông tội chết ta sẽ tha, còn tội sống nó phải bị đài đi biệt xứ. Cha, để không còn ai biết việc hôm nay. Còn giọt máu kia sau khi sanh ra con không được quyền biết đến. Hả? Mà nó sẽ được ta an bài. Không, không, mẹ ơi, mẹ cứu giùm con của con đi mẹ ơi. Cha, cha ơi, nó cũng là máu huyết của cha kia mà. Rồi, ngoan gia đó. Dương gia. Dạ. Nhi con, được rồi, mẹ hứa với con, mẹ sẽ bảo vệ cho cháu ngoại của mẹ. Con xin cảm ơn mẹ. Thôi, con hãy nằm nghỉ đi, cha mẹ không làm phiền con nữa đâu. Phỉ Thúy, vào hầu hạ cho quận chúa. Mẹ, cha. Phỉ Thúy ơi, lòng ta giờ tan nát hết. Không thuận lòng thì mẹ ta phải quyên sinh, còn bằng lòng thì... Phỉ Thúy, dạ. Ngày mai, anh Áo Mông sẽ bị đưa đi đại rồi. Ta muốn gặp anh ấy một lần sao chớp. Phỉ Thúy ơi, ta gian em còn cách nào? Hãy giúp ta, hãy đưa ta đi gặp chàng đi Phỉ Thúy. Quận chúa, quận chúa ơi, ngục tối nằm dưới lòng đất âm u giá lạnh, giam cầm thân xác Áo Mông, Áo Mông kề cận ở bên chàng để cùng chia sẻ đau, giữ lời đoan thề cùng nhau, cho dù cực khổ gian lao, đêm khuya giá lạnh thân vàng ra sao. Nếu dương trọng bệnh chỉ càng khổ thêm, dù cho thân có ra sao, ta đây gửi trọn một đời cho anh, tiếc chi thân phận một đời hồng nhan. Quận chúa, xin người hãy giữ gìn thân thể, vì từ đây nó còn liên quan đến một mạng sống. À, xin quận chúa nhớ cho. Vậy ta phải làm sao để gặp chàng đây? Quận chúa, xin quận chúa hãy nằm nghỉ, để mọi việc để em lo. Hãy cố gắng giúp cho ta em nhé. Trong việc này ta chỉ còn biết trông cậy vào em mà thôi. Vâng, em đi nghe quận chúa. Ôi trời, càng đêm càng lạnh lẽo, vậy mà nở lòng nào lệnh trên cấm chè chén say xưa. Ủa, mà mình uống đựng say đâu có sao ta?
Làm gì phải sợ? Có thằng nào ở đây không? Tao phải kể nó chứ. Có thằng nào cũng kể nó. Thằng nào mà bếp xét đó, mình đi nó thấy mổ nội nó luôn. Cái hồi đó coi giỡn mặt với chủ ngục không? Bây giờ có mặt nó giống chủ ngục không? Làm mày miếng coi. Đã nghe. Ui đêm khuya làm như vậy mà không có cái thứ cay cay này làm sao chịu nổi. Làm miếng nữa. Đã. Hơi rượu vào thì phải lời ra chứ. Làm thơ chứ. Hiu hiu gió thổi đầu non, mấy người uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ta cũng giống con Ngọc Hoàng lắm chứ. Mà con Út nha, thằng nào mà cà chấn với ta, ta mét ổng đi là ngóc đầu lên không nổi luôn nè. Coi, ta mơ hay ta tỉnh đây? Đêm khuya giá lạnh thế này sao lại có bóng gia nhân thấp thoáng? Người ta hay ma đây? Ủa không phải là người ta hà tiên giáng hạ đây? Ôi bóng ai vui anh đằng thấp thoáng, xem như là tiên nữ dưới trăng. Sao ta nghe sao xuyến tâm hồn, chưa đêm trường sao lại đến đây cho hỏi đôi câu. Tiên nữ hay là ma mà đến chốn này, vậy cần gặp ai đây hả? Sao anh lại nói kỳ như thế? Tôi có phải là người ta đâu. Trời ơi, vậy là ma thật rồi. Con xin lại bà chết quan chết đất mà tha cho con bà ơi. Tại mấy thằng đó nó chém bà, chứ còn con có bổn phận giữ bà thôi chứ. Bà đừng có giết con tội nghiệp con bà ơi. Con lại bà. Nè, nhà ngươi có vợ con chưa? Dạ dạ thưa bà, vợ con nhiều lắm bà ơi. Bao nhiêu mà nhiều? Dạ 8 vợ, 24 đứa con. Đứa lớn nhất thì mới biết đi, thằng nhỏ xíu nó còn nằm trong bụng. Trời đất ơi, vậy là anh chết được rồi đó. Một mình anh mà làm khổ 8 người đàn bà cùng một lúc. Ủa ma sao kêu tôi bằng anh ta? Không phải, trời, Mỹ Thúy. Trời đất ơi, làm hết hồn hết vía à. Đi đâu đây? Ê, nó có lộn không đó? Nói lại coi. Ai khổ? Tôi khổ chứ ai khổ? Sao anh lại nói khổ chứ? Trời ơi, đổi có chuyện mà thay phiên nhau đi thăm mấy bà. Cái đầu gối tôi lỏng hết trơn hết trọi, không biết xúc ra lúc nào nữa. Vậy mà có yên đâu. Tâm thân này bị bầm dập, bà kia nhéo đi bà nọ ngắt lại, rồi bà này đã qua bà kia đá lại. Lúc nhỏ tôi cha mẹ tôi cưng tôi lắm á. Bởi vậy đập cho tôi từng con mũi nè. Lớn lên rồi gầy dựng cho tôi một tương lai sáng sủa. Bây giờ tôi làm chủ ngục ngon lành thấy không? Mẹ yêu quý của con ơi, bây giờ con làm thân trâu ngựa cho đàn bà. Bởi vậy con khổ. Thôi em đi. Ai bảo anh ham nhiều vợ chi rồi giờ than vãn chứ hả? Tôi cũng đâu có muốn vậy đâu cô. Ấy ơi. Ơi. Ấy à. À à. Ấy có muốn làm vợ thứ chín của tôi không? Thôi, anh nhiều vợ quá, em sợ lắm. Không sao đâu. Nếu như em bằng lòng làm vợ của anh thì ngày mai anh sẽ chặt đẹp con nhỏ bán chè, thổi luôn bà chủ chạy ghe và cho vé luôn bà bán hột vịt. Bỏ con nhỏ bán thôi thôi luôn bà bán ổi, đuổi con nhỏ bán thuốc cho nó đi tàu suốt, tất cả chỉ vì tình cảm thiêng liêng mà anh yêu quý. Em đừng đắn đo suy tính, anh thề trọn đời yêu quý mình em. Trước một năm anh chẳng thay lòng. Nè, em cũng để ý anh lâu rồi mà không kịp thổ lộ cùng nhau đó. Trời ơi, tại sao em không chịu nói đại, để đến bây giờ cháy nảy lắm không em? Chuyện yêu đương là cả một cuộc đời, chứ nào phải là ngày buổi gì đâu. Ấy ơi, dạ. Buổi sợ giàu cần phải có chút gì chứ không lẽ nói chuyện vậy hoài sao ấy? Nhưng mà bây giờ anh muốn nói gì? À, không có muốn nói mà. Ôn á. Hả? Anh nói gì? Ôn á. Ôn là gì? Hung nói, trời ơi, bắt cỡ tiếng lắm. Hung quá hả? Cho hung miếng xả dao được không? Hung hả? Nhưng mà thôi chỉ hung thôi à nghe. Ủa chứ không lẽ ngoài cái hung còn gì nữa sao? Chân tay của đàn ông hả, khó tin lắm. Tại tạo quá xanh tại vậy mà. Không tin anh thề nha. Khó khỏi. Nè, nhưng mà anh bằng lòng đưa tay cho anh trói anh không? Trói hả? Ừ. Trói cái từ cho hung hả? Ừ. Kệ mẹ đó. Ha. Muốn ăn phải lăn vô bếp chứ. Nè nè, trói đi, trói về cho hung lẹ lẹ đi. Nè, rồi bây giờ anh mở miệng ra. Dạ. Em cho anh ăn bánh này nè, ngon lắm. Thôi không ăn đâu, muốn hung không à? Mình không có thích ăn uống gì, giờ này chỉ muốn hung cái làm đây đây. Nè, chịu khó ngậm trái ổi này nằm đây nghe. Để anh mượn chìa khóa.
anh đưa cho em áo mông gặp công chúa một chút. Áo mông ra lẹ lên, theo em. Hên quá, sao ủi rớt xuống rồi, trời ơi, khó thở quá. Chết mẹ con rồi, trời ơi. Trời ơi, nó cứu áo mông ra rồi. Vợ con ơi, phen này chắc các bà ở giá hết trơn. Tuy Kha, áo mông, áo mông chờ. Vàng dặm quang sáng dù cho có muôn ngàn thiên nhai hải giác cũng không làm cho anh sờn gan trùng bước, chỉ thương thân ai từ nay phải chịu lắm nỗi đau sầu. Giữa bốn bức tường cao vùi dập một đời, thân trai chưa gầy vẫn được sự nghiệp trong tay nên phải khiến cho đời ai vương khổ lụy. Chẳng bận già kẻ ra đi, chỉ thương cho người ở lại, em hãy gìn giữ giọt máu đầu đời của ai tấm lòng son. Dẫu mai kia sông cạn núi mòn, còn chút hơi tàn anh cũng lần tìm về người tình chung quy. Cho thêm não lòng đời ta sao lắm khổ đau, kết sao cao xanh nở đành, lìa xa con trẻ không thấy cha. Cô áo mong ơi, em đã buồn chết tim, em bằng lòng về làm dâu cho là phụ để đổi lại bảo toàn mạng sống của ta. Người rồi từ đây nếu có nhớ nhau thì em xin chàng đến giữ gìn thân thể để ngày sau trời cao còn thương tưởng cho duyên số chúng ta sẽ có ngày cha con chồng vợ chúng mình mãi mãi được gần nhau. Tuy Kha em, áo mông chàng lá phong nhuộm sương lá phong đỏ, mai gặp đông về mai đơm qua ngọc vùi trong tuyết ngời sắc ngọc, thân ở muôn trùng mãi bên em. Áo mông quận chúa ơi, nguy rồi, dương gia đã biết. Làm sao đây hả? Quân đi chặt sảnh đường, đừng để tên áo mông trốn thoát. Không, tôi không tội gì phải trốn đi đâu. Tôi chỉ muốn gặp vợ tôi một lần sau chót, trước khi thân tù đài vì thân phận nghèo hèn. Quân, đem áo mông bỏ vào thùng xa đài đi biệt sư. Dạ, dạ. Nhớ lời anh dặn, xong đi chờ anh, anh sẽ quay về. Đem hắn đi, đây. Áo mông già, quân chúa, quân chúa. Như trăng sáng mãi soi tới nơi xa thầm phương trời, để cùng ai dệt những dân thơ thiết tha, những đêm trăng thanh êm đềm, lòng vẫn bao nỗi vẫn dương nhân theo trăng đôi lời, người người đang sương gió phương trời.
Kìa, Phỉ Thúy, em ra từ bao giờ vậy? Quận chúa, đêm sương xuống đã lạnh. Quận chúa ngồi ngoài giường một mình, kéo bệnh thì sao? Phỉ Thúy ơi, dạ. Ta nào còn thiết đến thân, khi anh áo mông giờ này đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, nơi dùng sơn lan chướng khí, bên cạnh chẳng có một người thân. Quận chúa, em khuyên quận chúa chớ quá sầu thảm, mà ảnh hưởng đến giọt máu của cổ thiếu gia còn để lại. Phỉ Thúy, dạ. Nếu chẳng may ông trời bắt mẹ con ta phải chết, thì sớm được hội ngộ cùng chồng ta nơi chốn suối vàng. Nhưng quận chúa quên rằng trước lúc ra đi, người căn dặn quận chúa là phải sống, vì chỉ có sống mới mong có ngày đoàn tụ. Quận chúa không nhớ sao? Phỉ Thúy, Phỉ Thúy ơi, những lời của chàng ta còn khắc ghi trong dạ, làm sao ta có thể quên được? Nhưng ta chỉ e sự chờ đợi của ta là vô vọng. Phỉ Thúy ơi, sao ta lại đau đớn như thế này? Ruột gan ta như ai bước ra từng đoạn. Phỉ Thúy ơi, có lẽ nào ta đã đến ngày chia cách nghĩa mẹ con, nỡ dĩ gai quá cũng là lúc mẹ con chia biệt đôi đường. Ôi tan nát lòng sự đau đớn càng sâu. Cảnh vật trước mắt ta như quay cuồng sụp đổ. Ôi, toàn thân ta từng thớ thịt cũng quặn đau. Ôi, quặn đau quá. Quận chúa ơi, hãy ráng gượng để em đưa quận chúa vào. Phu nhân ơi, phu nhân. Ôi, đau quá. Thủy Thúy, để quận chúa nằm xuống, rồi tức tốc đi gọi Tần Thị mau cho ta. Dạ. Ê, khoan đã. Hãy dặn bọn A Hoàng chuẩn bị nước sôi và cấm không được cho người nào bước vào đây khi ta chưa có lệnh nhé. Thưa dân. Ôi mẹ ơi, con đau đớn quá mẹ ơi. Yến Kha, con hãy sáng chiều ra một chút xíu nữa là bà mẫu sanh sẽ tới ngay. Mẹ ơi, thì ra con đã tới ngày sanh sao mẹ? Có lẽ vì con quá lo buồn, thân mình không mạnh khỏe nên con sanh sớm vậy thôi. Thưa Phước Tấn phu nhân, có Tần Thị ứng hầu chờ lệnh ngay. Mụ Tần, bà hãy coi xem, có lẽ con ta đã đến ngày nở nhụy, mọi việc ta trông cậy nơi bà, mong bà không phụ lòng tin tưởng của ta. Ôi mẹ ơi, con ôi đau quá con ơi, nỗi lòng mẹ đây ai thiếu mong con được sợ máu tứ chia lìa ai nỡ đành gây cánh mang thương cho con mẹ phải lìa nhau mùa mây ai trên cõi đời này chịu cảnh đoạn trường như mẹ con ta cha chia lìa mẹ cũng đành xa. Xong rồi phu nhân ơi, đứa bé này thật là đẹp mà còn dễ thương nữa đó. Hãy mang luôn đứa bé bước ra ngoài. Dạ, xin tuân lệnh. Khoan, Thủy Thủy, khoan đã. Mẹ, mẹ ơi, con trông lại, mẹ hãy nắng lại phút giây cho con được nhìn ngắm giọt máu tình yêu một lần sau cuối. Để rồi chốc lát nữa đây mẹ con đôi nơi sẽ không còn gặp lại nữa bao giờ. Con
mẫu tử thiêng liêng trong lòng mẹ cao vời. Tại sao lại phải tước đi của con cái quyền làm mẹ? Tại sao lại phải bắt con ta lìa núm rũ thân yêu? Mẹ ơi, xin mẹ hãy ban cho con được cái phúc chi làm mẹ, là được bồng bé nó vào lòng, ngắm nhìn con mình uống từng giọt sữa đầu tiên. Để trọn đời này nếu phải xa nhau, con cũng không hề ân hận, con cúi lại mẹ thương con để cho con được thương lấy con mình. Nhìn làm gì để rồi con phải đớn đau thêm, nó là gái hay trai con cũng đừng nên biết đến. Chuyện hôm nay con hãy cho vào dĩ vãng, để con được nhẹ nhàng cất bước du quê. Không, con sẽ không du quê, con sẽ không bằng lòng về làm dâu cho nhà họ La đâu. Hãy đem con của con lại đây, để cho mẹ con của con được gần nhau mãi mãi. Mẹ ơi, con lại mẹ, con gian lại mẹ. Được mẹ rồi ơi. Mẹ sẽ cho con nhìn mặt nó một lần mà con không được chạm đến nó. Mụ Tần, bế nó lại đây. Con của mẹ. Nó là trai hay gái vậy mẹ? Nó là gì cũng vậy thôi. Điều quan trọng là con hãy quên đi chuyện này đi, và coi như con chưa có chuyện gì xảy ra. Mụ Tần, đem nó ra ngoài chờ ta. Con muốn con của con, con muốn con của con mà. Mẹ ơi, con gian lại mẹ, đừng đem con tôi đi đâu hết. Hãy trả nó lại đây. Sao bà con đi đi mà bà còn đứng đó? Trả lại đây. Con trả nó cho tôi. Trả nó cho tôi. Trời ơi, con của tôi đã chưa được đem giọt sữa vào đầu lưỡi, tại sao nó đành chia cắt tình mẹ con tôi? Con ơi, con. Vị Thúy, người hãy chăm sóc cho quận chúa. Người đã biết việc ta cho ngươi làm gì rồi chứ? Dạ. Không. Tất cả hãy giao ra đi. Tôi không cần ai chăm lo cho tôi nữa cả. Tôi không cần gì hết. Hãy để cho tôi chết đi, cho trọn lời tâm nguyện. Cho tôi trọn lời tâm nguyện. Quận chúa, mà xin người hãy nên bình tĩnh lại. Không, tôi sẽ không bằng lòng làm vợ của ai hết. Tất cả hãy giang ra. Hãy đi hết đi. Đi. Tuyết Nhi, con nên nhớ rằng không phải bây giờ Áo Mông và Vũ Châu có thể yên lòng đâu. Nếu như con không giữ lời hứa trước kia, chỉ một lĩnh truyền của cha con thôi là họ sẽ chết. Nếu họ chết thì con còn mong gì gặp lại được chứ? Mẹ ơi, tại sao mẹ không thương con vậy mẹ? Mẹ còn sống đây cũng chỉ vì con. Không thương con mà mẹ đã chút nữa phải quỷ thân. Con nên suy nghĩ cạn cùng, chớ thiếu nghĩ suy mà ôm hận một đời. Sống
được vậy mới mong con yên tâm cất bước theo chồng. Con lại mẹ hãy thương con mà chấp nhận lời này. Cuộc đời của mẹ còn đấy chỉ để cho con. Có tình thương nào hơn tình của người mẹ? Vậy mà mẹ không cho con cái quyền làm mẹ. Chúng con yêu nhau là có tội sao mẹ? Các con yêu nhau không có tội, nhưng tự vượt dòng lễ giáo là cái tội lớn không thể thứ tha. Mẹ, con không có tội với ta, nhưng các con có tội với lễ giáo từ ngàn xưa. Có tội với chiến họ từ đường, có tội với danh gia gia đình. Là tự ý nên chồng nên vợ, không đợi chờ định của mẹ cha. Các con đã làm cho gia phong bại hoại, mẹ cũng chỉ thương con nên không tròn phận vợ. Con muốn hành hạ mẹ đến thế hay sao? Chúng con yêu nhau hoàn toàn trong sạch, kết làm phu thê nhưng có trời Phật. Chỉ mãi vì quan niệm muốn đắng hộ đôi nên mới chia lìa chồng vợ mẹ. Gian lại mẹ, mẹ đừng giết nó, mẹ hãy để cho nó sống, rồi con sẽ làm bất cứ điều gì mà mẹ muốn. Con gian mẹ, con lại mẹ một lần nữa, xin mẹ hãy hứa với con đi, hứa đi mẹ. Được rồi, mẹ, mẹ hứa, mẹ hứa với con đây. Nhưng con không được quyền nhắc nhở gì tới nó nữa, mà trong lòng con kể như nó đã chết rồi. Con có bằng lòng như vậy không? Dân, con xin hứa. Mẹ, 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 trời ơi, con của mẹ ơi, vừa chào đời là con đã xa mẹ, có đau đớn nào bằng phải đứt ruột bỏ đi. Cầu mong Phật trời hãy phù hộ cho con tôi được lớn khôn nên hình nên dốc. Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ hãy thương con của mẹ mà cứu lấy con của con. Con ơi, sao mở cửa cho ta? Ai đó? Ai gọi tôi trong đêm khuya khắc như thế này? Ta là Phước Tấn đây, mở cửa mau. À, dạ dạ dạ, tôi mở cửa đây. Phu nhân, đêm khuya phu nhân tìm tôi có việc gì xin chị dạy? Bà hãy đứng lên đi. Bà có biết ta đang giữ vật gì trên tay của ta đây không? Xin phu nhân thương tình cứ chị dạy. Tôi đã thọ ân sâu nặng của người, nào dám đâu sai sót. Bà không nên thủ phận mình như vậy. Xét cho cùng là bà với ta cũng là chỗ thông gia. Ngàn lại phu nhân, phu nhân thương tình tôi đã cực khổ với quận chúa lúc nhỏ, đã tha tội cho tôi. Tôi muốn đổi ơn dài, nào dám đâu phạm thương. Bọn trẻ nó đã làm khổ chúng ta, tôi muốn bà hãy hứa với tôi một lời. Chẳng hay lời hứa thế nào, xin phu nhân cứ dạy. Phận tôi nào dám sai trái với phu nhân, dầu có chết cũng vui. Bởi mạng này sống còn là do phu nhân đã ban cho mà.
tôi muốn bà phải hứa với tôi là kể từ giờ này không vì lý do gì bà trở về Bắc Kinh. Phu nhân, nếu giữ được những lời kia thì đây bà hãy mang theo giọt máu của con bà. Phu nhân, trăm ngàn lại phu nhân, tôi xin có trời cao ân sâu nặng của người nguyện kết có ngắm dành. Bà hãy mau thu xếp xa đi, còn đây là túi bạc bà giữ để chi dụng dọc đường. Tôi đã cãi lĩnh chồng vì không nỡ lòng giết kẻ sơ sinh. Phu nhân ơi, tay ẩm hài nhi còn đỏ hòn trong tay, lòng già rộn lên niềm mừng vui khó tỏ. Ân của phu nhân cao dày như biển cả, kiếp này đây tôi có bề đền trả, xin nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa đáp ân này. Lần chia biệt này đây muốn tôi không gặp lại nữa. Chẳng phải tôi không xót tình máu mủ, nhưng vì danh giá gia đình tôi xin bà hiểu cho tôi. Nếu trời còn thương cho mẹ con tôi gặp lại, để cháu nội mình được tình cha. Kiếp này đây tôi chẳng còn chi ân hận, dẫu có xuôi tai đời tôi cũng quá nguyện rồi. Bà hãy ẵm cháu nội rời Bắc Kinh nội đêm nay, tìm đường lên thôn Trữ La dùng Tân Cương, là nơi con bà đang bị đầy khổ sai nơi ấy. Giảng tạ ơn đức phu nhân, bà cháu tôi sẽ đi ngay đêm nay để có chuyện này hoàn toàn được chôn giấu. Chúc bà cháu gặp nhiều may mắn, để mẹ con bà cháu trùng phùng và đừng bao giờ trở lại Bắc Kinh. Coi như chuyện đêm nay chỉ có tôi với bà là người chứng kiến. Cháu nội của bà là một cô bé rất dễ thương đó. Cháu nội của tôi là gái à? Tạ ơn trời. Mà nó cũng là cháu ngoại của ta. Phu nhân, mong cho mai sau đôi ta bên nhau đến ngày răng long ba tóc. Những tình buổi ban đầu mãi đậm đà đến ngàn thu sau. Dạ, quân tử nhủ lòng thương, thiết nguyện một đời giữ câu tam tùng tư đức. Xin giữ phận vợ hiền trọn đời cơ án
trọn đời yêu mãi tuyết ra. Nàng có ra sao ta vẫn quý yêu, vẫn kính trong nàng. Phải đâu ông bước vô tình đổi lòng phụ phàng. Đêm nay ta muốn thật say, say men rượu lẫn men tình. Để đêm nay sẽ là đêm kỷ niệm, ngàn ngày sau ta vẫn nhớ mãi đêm này. Tần nương, dạ. Nàng hãy cùng ta uống cạn chén giao bôi, để chúng ta bước qua ngưỡng cửa của tình chồng vợ. Uống. Phu quân, trước phút giây định mệnh, để buộc ràng thái số phận với nhau, tiếp qua đôi lời muốn phân bài cùng phu quân, xinh chàng đẹp. Được nàng, nàng có chi cứ nói. Ta tuy hai nhưng đã là một, kể từ đây có còn gì mà phải e ngại chứ. Phu quân ơi, trước lúc bài phân xin phu quân nhận cho thiếp một lại này, để gọi là tình tấm mặn nghĩa cao. Sau duyên phận lỡ làng qua đã tàn sắc, cành đau thương đành lối đạo tổng phu. Nào phải đâu trắc nết lăn loạn, dối gạt nhau để trọn đạo vợ hiền. Thà sự thật phân giải buổi đầu, để mặc tình chàng ghét thương. Nàng nói sau phẩm tiên đã bén tay phàm à. Ta hy vọng đây không là sự thật, để ta khỏi phải ngỡ ngàng lỡ khóc cười đến tận hồn. Sự thật là đây chớ nào phải mộng, qua đã tàn trước lúc vô quy. Và đây mảnh khăn đã nhuộm máu hồng, dùng để đánh lừa chàng tỏ mình trắng trong. Tuyết Kha, mảnh khăn trắng đã nhuộm sẵn máu hồng. Người ta đã coi tôi là một thằng khờ đến mập mờ, đã đánh lận một thằng ngu. Nghĩ nực cười thay cho lòng dạ thế nhân, thật uổng công cho ta bao năm chờ tháng đợi mà. Chị cứ sự tình thiếp đã bài phân, tùy lưỡng chàng thương ghét, đục chiều trong giờ mười hai bên nước. Thà chiếu cánh bé bàn thôi đi. Trời ơi, ta chẳng biết khóc hay cười cho sự việc hôm nay nè trời. Tiếp quỳ xuống đây à, xin chàng cứ đổi trần lôi đình, để cho tiếp được nghe lòng thanh thản. Bởi nghịch cánh vô ngàn phải chi, nàng cứ qua mặt ta đi, có lẽ lòng ta được nhẹ nhàng thanh thản, để ta không bị một bóng ma từ đâu ám ảnh. Biến lễ tân hôn thành đám tang, đưa tiễn một linh nên lung linh nhỏ từng giọt lễ ngồng, hay những giọt máu của tim ta tuôn đổ khóc cho một mối tình chưa hợp đã tan trong.
vừa lắm trận tình ta đã thọ thương. Sự thành thật cô nàng như một mũi tên đã buông chung vào tim ta rương mau. Thử hỏi trên thế gian này có mấy người được diễm phúc ngay đêm tận hồn đã bị phụ phần. Ta cảm ơn nàng đã thành thật với ta, nàng cố tình nói ra cho ta bị xúc phạm. Cho nàng được giữ tròn trinh tiết với một người diễm phúc hơn ta. Chí Cương, tôi có lỗi với anh, xin anh cứ đưa xử cách nào tôi cũng cam chịu. Chỉ xin anh đừng làm khổ cha mẹ của tôi. Không, họ đã đánh lừa tôi bằng danh phận của một nàng quận chúa. Họ còn khinh tôi đến độ xem tôi là một thằng ngu. Chỉ cứ... Không, tôi không đủ rộng lượng để mà tha thứ cho họ đâu. Mà họ phải đền lại cho tôi những mất mát nhục nhã một đời. Nàng phải trả lại cho tôi những gì mất mát, những nỗi nhục nhằn mà gia đình này đã tạo ra, gieo quả cho dòng họ La. Dù chưa chung phòng cũng chồng vợ với nhau, anh nỡ lòng nào mà chẳng xót đau sao. Có ai thương tôi mà tôi phải dung tình, tôi muốn mọi người cùng chung hưởng với tôi. Gia nhân đâu? Mau sang mặt Dương gia và Phước Tấn sang đây cho ta hỏi tội. Chí Cương, Chí Cương ơi, em lại anh mở Chí Cương. Hãy giang ra. Đừng đụng chạm đến ta, có đàn bà chắc nấp, một quận chúa thanh triều mà đức hạnh còn thua một tiện dân hèn hạ. Trời ơi, Diệp ca, nàng hãy chống mắt xem La Chí Cương này trả hận. Chí Cương, Chí Cương. Đó, mọi việc tôi đã trình bày tất cả rồi. Bây giờ thì các người định ăn nói làm sao với tôi đây chứ? Chí Cương con, thôi ông đừng gọi tôi bằng con nữa. Tôi chưa có cái gì liên hệ với gia đình họ Dương. Ông hãy dành tiếng đó cho người khác đi. Thôi được, là thiếu gia, nếu như thiếu gia cho rằng vợ chồng tôi có ý gạt gẫm cậu thì ngay bây giờ cậu dừng lại cũng chưa là quá muộn mà. Các người nói như vậy mà nghe được sao? Nhà họ La của chúng tôi đã tốn bao nhiêu là công sức để rước về đây người con gái hư hèn. Sự nhút nhơ này nào phải của chúng tôi, sao lại bắt chúng tôi gánh lấy thiệt thòi. Này bà xui gia, gia đình chúng tôi sẽ hoàn trả lại mọi lễ vật trước đây cho em đẹp đôi đàn. Tôi biết là Dương gia có lắm của dư tiền, xính lễ bạc vàng có thể một đền hai. Nhưng có một thứ mà các người không sao bù lại là danh giá nhà họ La lấy chi để đền bù. Sự xấu xa hư đốt là của các người, vậy mà còn cố tình không lừa gạt chúng tôi. Thưa mẹ, mọi việc xấu xa là do con, tất cả con đã quỳ xuống đây và nhận tội tình. Cha mẹ con chẳng có tội gì, xin mẹ nghe lời cho. Sao cô bảo là cha mẹ con chẳng có tội à? Vậy mạnh dạy kia ai bài cho cô lừa gạt? Đã biết con hư sao mà còn đem gả cho người? Mỗi nhỡ đầu dây do chính họ đã sắp bài, đem sự nhơ nhúc của mình giáng xuống gia đình họ là. Tuyệt Kha ơi, ta hối hận là ta đã không giết con, nên hôm nay ta phải nhận sự khinh miệt của thằng con nít. Phải rồi, vì các người nghĩ rằng thằng con nít này dễ lừa gạt lắm mà ha, nên các người mới đem một nàng quận chúa hư đốn mà gả cho một thằng con nít. Kẻ bạc đầu làm như vậy thì hỏi sao thằng con nít này kính trọng được chứ. Tôi tiếc là mình đã quỳ lại một thằng con nít như tôi. Trời ơi, Dương gia, xin Dương gia hãy giữ gìn sức khỏe của mình trước đã. Cậu Chí Cương, mọi việc xảy ra vợ chồng tôi nhận mọi phần lỗi. Xin cậu và La phu nhân cho tôi nhận con Tuyết Kha về. Đích thân tôi sẽ quỳ lại cậu. Hả? Dễ dàng như vậy được sao? Nếu như sự nhận tội của các người có thể làm cho cặp sừng của tôi rớt xuống thì tôi cũng không cố chấp. Đằng này nhà họ La tôi đâu có phải gánh lấy cái nhục này chứ. Các người thử nghĩ lại coi,
Đi theo cậu chúng tôi phải làm sao cho cậu vừa già? Tội con gây ra sinh để cho con gánh chịu, nỗi nhục của anh tôi đổi bằng mạng sống, sẽ lấy giọt máu mình rửa nhục cho nhà họ La. Tuyết Nhi, câu chuyện hôm nay sắc rối như vậy, con đừng cố tình tạo thêm nỗi khổ cho mẹ nha. Mẹ xin đừng để chúng tôi mang tiếng giết người. Hạng gái như vậy mẹ còn giữ lại làm chi? Tuyết Kha ơi, nàng có chết dạng lần ta cũng chưa vừa dạ. Ta chỉ muốn bấm dầm con tim của nàng để thử xem nàng đang giữ bóng hình ai trong đó. La Chí Cương, sự căm thù của anh đã dâng cao, như bão giông sẽ nhận chìm tất cả. Còn tôi bây giờ những thân phận chiếc thuyền nan. Hỡi bão giông, hãy nhận chìm đi con thuyền đi dịu cơn tức giận. Xin đừng để lụy phiền cho những người bên cạnh của tôi. Tuyệt khơi, sự ngang nhiên bình thản của nàng đón chờ cái chết chỉ làm cho lòng ta thêm căm tức. Sự thách thức của nàng khiến lửa giận trong ta như bừng lên muốn đốt cháy tân xác nàng thành cho bụi. Để cho lòng ta không còn sôi trào lửa hận, một mối hận quá chua cay mà ta phải hứng chịu trong đêm hôn lễ. Ta đã được nàng ban tặng cho một sự nhục nhã ê chề. Nàng có biết rằng ta đã mang tất cả lòng háo hức của bao tháng đợi năm chờ một giây phút này thôi. Ta muốn làm cái đầu tiên bẻ khóa động đầu, tận hưởng hết hương vị ngọt ngào của một đóa hồng khoe sắc. Đóa trà mi đã dập diều ông bướm, cửa vườn xuân cũng mở ngõ từ lâu rồi. Rồi bây giờ nàng lại thách thức với ta, bình thản ngang nhiên đón chờ cái chết à? Không, nàng muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu. Ta muốn nàng phải sống, sống để trả nợ cho ta. Nàng có hiểu không? Nàng có hiểu không? Món nợ tình quá lớn, mà vừa đặt bước vào đời ta đã bị tự thương. Chết bây giờ đối với nàng là cách giảng toàn hoàn mỹ nhất. Nhưng không, không, nàng còn nợ ta nên nàng chưa chết được. La phu nhân, vợ chồng tôi rất ân hận những việc vừa qua. Chúng tôi chân thành xin lỗi bà và La thiếu gia. Chúng tôi xin đem con Tuyết Kha về, rồi mọi phía tổn vừa qua vợ chồng xin hoàn lại. Dương gia, Dương gia và phu nhân cứ nghĩ như vậy là vẹn toàn sao? Vậy theo ý phu nhân, vợ chồng tôi phải làm gì cho bà vui già? Vui vui thì chắc là sẽ không có việc đó rồi. Nhà họ La chúng tôi đã mất mát quá nhiều. Giờ dù gì thì Tuyết Kha cũng là người của La gia tộc, xấu đầy tốt khoe cũng không nên để lộ ra ngoài. Tại số phận thằng chỉ thương nó phải ăn đồ thừa có thiên hạ, dẫu đăng cai cũng ráng ngầm khổ hòn. Nếu xấu xa này không nên để lộ ra thì còn gì danh dự nhà họ La. Con hư cũng tại phần cha mẹ, vợ chồng tôi xin nhận lại Tuyết Kha. Hao tổn kia chúng tôi xin bồi hoàn. Tôi đã nói rồi, ý muốn của nhà họ La không mai rước nhầm của thừa của thiên hạ. Xấu tốt gì thì cũng ráng chịu mà thôi. Tuyết Kha đến đây thì không thể quay về, chuyện trong nhà chúng tôi biết dàn xếp với nhau. La phu nhân nói thế có nghĩa là Tuyết Kha đã là người của họ La, chúng tôi sẽ biết cách lo liệu. Xin Dương gia và Phước Tấn cứ yên tâm quay về đi, và kể từ đây cũng không qua lại nữa. Tôi muốn rằng kể từ đây hai người cũng không nên lui tới nữa. Này Tuyết Kha, đã gả cho nhà họ La thì số phận của ấy hoàn toàn do chúng tôi quyết định. Đã không còn gì để bàn nữa. Lão Tam đâu? Tiễn khách. Cha, mẹ.
cha mẹ hay bảo trọng. Đừng lo gì cho con nữa. Con đã làm cho cha mẹ chịu nhục nhã hôm nay là tội báo kiêu con trọn đời không trả được. Tuyết Nhi, con nên bảo trọng. Cha mẹ về. Khoan đã, Tuyết Kha, cô bây giờ đã là người của họ La. Tôi muốn dựa nơi đây có mặt cha mẹ của cô. Cô phải thề đoạn lìa với quá khứ và trung thành suốt kiếp với nhà họ La. Cô thề đi. Có cần như vậy không cậu Chí Cương? Cần lắm chứ. Chúng tôi không muốn trong La phủ phải nuôi dưỡng một người mà lòng dạ gửi cho kẻ khác. Được, tôi sẽ thề. Tôi thề đây. Trên hoàng thiên, dưới hậu thổ, giữa có thánh thần, xin hãy minh chứng cho lòng dạ của Tuyết Kha. Thề trọn một đời, một kiếp này đây sẽ quên hết chuyện xưa. Dầu cho phải dầu dài nắng mưa, hoặc đêm mật nằm gai, Tuyết Kha tôi cũng không than quán một lời. Mẹ tưởng đâu ai đâm trúng tim mình. Mẹ ơi, một lại này con xin từ ta. Mẹ cha hãy rộng tình tha cho con. Tội bất hiếu ơn dưỡng nuôi sánh như trời biển, vậy mà con chưa một ngày đền đáp chút ơn dày. Tội của con đã làm cho cha mẹ ngâm sâu. Xin mẹ cha hãy giữ gìn thân thể, đừng bận lòng hãy cầm bằng như con trẻ đã xuống đôi. Mẹ cha đã sanh con không tật nguyện mất mát, nay con đã bất hiếu xem thường thân thể của con. Chẳng qua con muốn lập thề yên lòng cha mẹ để mai tóc điểm xương kia không còn chút lụy đeo sầu. Mẹ cha ơi, dầu cho La phủ có kinh cổng cao tường, hào sâu chớn chở lớp lớp hiệp tầm muôn vạn gia nhân, con chỉ giữ được pháp thân này chớ không bao giờ giam giữ được lòng con. Tuyết Kha, con mai đợi đông về mai đơm qua, ngọc dùi trong tuyết ngời sắc ngọc, xa cách muôn trùng em vẫn bên anh. Thiết tha ta xin tặng người mộng mơ ôm ấp bấy lâu. Lòng thầm mơ chúng bước yêu nhau dưới trăng, ước mơ giống như mây trời. Tình ta sao mãi vẫn pha, tháng năm trôi qua lạnh lùng. Tình ta ai có ông ơi, lúc nào em cũng nhớ anh, cũng yêu anh và vẫn mong muốn ở bên anh. Đã lâu ta luôn mơ mộng được như trăng sáng mãi soi tới nơi xa xăm.
phương trời, để cùng ai dệt những dân thơ thiên tha, những đêm trăng thần êm đềm, lòng dân bao nỗi dân dương, nhắn theo trăng thần đôi lời, gửi người đang xuống gió phương trời. Số phận của Tuyết Kha và Cổ Áo Mông rồi sẽ ra sao? Và đứa con, kết quả của mối tình ngang trái sẽ như thế?